Ông thân yêu ơi, cháu về rồi. Chưa thấy người, đã nghe thấy tiếng à. Cháu mang quà về cho ông đây. À, đi ăn trực lại còn mang quà về. Đâu, đây là anh chủ đặc biệt bảo cháu mang về cho ông đấy. Gà ngon không ông? Quà hối lộ đấy ông ạ. Thế cháu làm được gì mà người ta hối lộ? Cháu á? Cháu làm được những điều phi thường. Ông nhìn cháu lìu tìu này thôi mà hiếm có khó tìm đấy. Để cháu phải lấy bát đũa cho ông nhá. Thơm là cái nhỏ. Sao đây? Không. Ông anh tôi hôm nay cũng căng ấy nhỉ? Phấn khởi à? Có chuyện gì? Nếu mà an toàn rồi thì có thuê Sơn Ca nữa không anh? Em thấy thì vẫn thuê cũng được. Sự nghiệp mình là đang thiếu hậu cần. Ông phải ăn thật nhiều vào để có sức khỏe, cháu mới yên tâm đi làm được. Cháu ăn cùng ông nhé. Thôi, cháu ăn ở đấy no lắm rồi. Nói chung là Sơn Ca là nhiều ưu điểm được của nó. Tháng sau tăng lương cho nó. Một tháng tăng lương hai lần anh nhiệm sao ấy? Tưởng mày phải mừng chứ. Mừng cái gì? Thì mày thích nó mà. Sao anh biết? Anh cũng vừa nhìn thấy thôi. Anh ngồi cách bọn em à? Sao anh buồn thái đấy nhỉ? Anh ngồi cách anh em. Tao ngồi đây trước đấy. Có tí gọi là rung rinh. Tưởng mày sợ nó. Vừa sợ vừa thích. Em tê là tê cái Trượng Sĩ Nghĩa. Vì anh em. Mà được cái nhá, kiệt xỉ một cách rất là phong khoáng. À sợ. Tăng lương 20%. Đấy ưu điểm mà tăng 20%, điểm sao? Anh làm như thế là vứt tiền qua cửa sổ. Mà vứt tiền qua nhà mình thì còn nhặt được. Anh vứt tiền qua nhà người khác thì nhặt bằng niềm tin. Mà làm như thế là bất công với anh em. Anh làm như thế là bất công với em này. Em làm với anh bao năm anh có tăng lương được đồng nào á? Mày thích nó sao mày keo thế? Việc nào đi việc đấy. Tiền bạc phân minh ái tình dứt khoát. Nó nhiều. Mày ở nhà anh bao năm? Ăn của nhà anh bao nhiêu bữa? Anh đã thu được xu tiền ăn nào của mày chưa? Anh đừng có mang tình cảm anh em ra so với cả bữa ăn nhà anh hiểu chưa? Thôi mày im mồm đi. Nói nhiều đau hết cả đầu. Tao trả là trả bằng tiền túi của tao chứ không phải trả bằng tiền của gara đâu mà mày lắm mồm đấy. Nhưng mà sao tự nhiên lại trả cao thế được?